Xin chào các bạn, gọi tắt mình là Linh nha. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn viết một bản chữ cái thư pháp bằng bút lông dành cho những bạn không biết sử dụng cỏ vẽ hoặc là những bạn không biết viết thư pháp là gì. Thì bút lông chúng ta sẽ sử dụng đầu nhỏ nha các bạn, còn đầu lớn thì để mình nghiên cứu. Các bạn chỉ cần nhìn theo và viết theo mình thôi nha. Điểm đặc biệt của thư pháp là chúng ta sẽ chấm một điểm tròn trước, sau đó thì mình vẽ các nét còn lại nha các bạn. Các bạn có để ý là trước mỗi chữ mình đều có sử dụng một nét chấm á, gọi là nét chấm thần thánh nha các bạn. Để bắt đầu thì mình chỉ sử dụng nét chấm, xong rồi mình vẽ các nét còn lại. Đầu tiên mình sẽ là nét đầu thì sẽ đậm, và càng về sau thì mình sẽ dở bút lên chút xíu và nó tạo độ lợt cho chữ của chúng ta. Đây là bản chữ cái thư pháp đơn giản, viết hoa nhưng không cầu kỳ nha các bạn, vô cùng dễ luôn. Sau đây thì mình sẽ vẽ bản chữ cái thư pháp thường. Dạng này thì mình gọi nó là dạng rời rạc các bạn, là không có chữ nào dính vô chữ nào á. Cái này thì mình tự suy nghĩ ra thôi mà mình gọi như vậy. Hy vọng là các bạn xem xong video và cũng sẽ gọi cái tên gọi của nó như mình gọi nha. Dạng này là dạng ba rương các bạn, tại vì nó có méo lên chút xíu á. Các đường cong thì cái đường méo á thì các bạn có thể tạo độ ngắn hay độ dài khác nhau. Thường thì sau cuối cùng một chữ cuối cùng á, các bạn mới kéo dài ra. Tất nhiên là những nguyên âm thì không có kéo dài được rồi, chỉ kéo dài ở những phụ âm thôi. Sau đây thì mình sẽ ghép một số chữ cơ bản vào để cho các bạn xem ha. Đây là dạng rời rạc nè, các bạn nhìn thấy thì không có chữ nào là dính vô chữ nào hết nha các bạn. Một chút xíu nữa thì mình sẽ viết kiểu chữ bay bướm để cho các bạn thấy là nó có độ khác nhau ở chỗ nào ha. Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang, bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu. Đây là câu ca dao mình đã học được ở thời trung cấp đó các bạn. Mình cũng không nhớ là lớp mấy nữa, nhưng mà mình đã nhớ là mình đã học hồi rất 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 nhỏ rồi đó. Tự nhiên mình nhớ cho nên mình viết vậy thôi. Tiếp theo là kiểu chữ bay bướm nè. Các bạn có thấy bay và có thấy bướm không? Có nghĩa là các chữ nó sẽ dính vào lại với nhau và nó sẽ tạo độ cong khác nhau. Cái độ cong này thì chúng ta có thể tùy người, mình có thể tạo độ cong thật là cong, hoặc là độ cong mà vừa cong vừa thẳng, hoặc là độ cong kéo dài, tùy theo từng người thôi ha. Ở đây thì mình cũng không diễn tả sao để cho các bạn hiểu được nữa, nhưng mà khi mà quen tay á thì các bạn có thể viết được rất là nhiều kiểu chữ theo cái ý của mình thích, và độ cong ngắn dài khác nhau nha các bạn. Khi bắt đầu viết thì cái độ cong này thì chúng ta sẽ rất là khó luôn, nhưng mà khi mình mà luyện tập nó thành thạo rồi các bạn,
biên tập bảng chữ cái á. Một chữ chúng ta có thể là viết nhiều, thật nhiều lần, ví dụ như 10 lần hay 20 lần gì đó cho nó quen tai á, và ghi nhớ trong đầu, thì khi mà ráp chữ lại nó sẽ rất là dễ dàng luôn. Các bạn cứ làm theo mình đi, sẽ không bao giờ sai đâu. Mình thì cái này mình cũng mới vừa luyện được 2 ngày thôi các bạn. Các bạn thấy chữ mình cũng có như thế nào ta? Gọi là đẹp thì mình cũng không dám chắc, nhưng mà gọi là ổn á. Đối với những bạn mà không biết viết thư pháp thì như vậy gọi là quá ổn rồi đúng không ạ? Thấy xấu, nhưng mà thấy xấu á thì các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới, mình sẽ từ từ mình hoàn thiện bản thân mình hơn. Cảm ơn các bạn nha. Đây là câu hát mà mình thường hay là ru cho con bé nhà mình ngủ. Bé nhà mình bây giờ thì 8 tháng rồi các bạn, 8 tháng rưỡi gần 9 tháng rồi, mình hay ru cho nó ngủ lắm. Mà mỗi lần mình ru cho nó ngủ là nó rất là thích. Thường thì mình thích ru nhiều câu, nhưng mà thật ra mình ru được khoảng 2-3 câu thì nó ngủ mất tiêu rồi. Để mình ru cho các bạn nghe nha, nhớ là không có được cười nha. Âu dĩ dầu cầu Giang Đông Đinh, cầu tre lắc lẻo gầm gần khó đi mẹ dắt con đi trường học, mẹ đi trường đời. Rồi, thế là mình ru xong rồi đấy các bạn. Nếu mà thấy hay hay dở thì cũng cứ bình luận đi, không sao, tại mình quen rồi. Thì chê quen rồi không sao hết trơn á. Nói chung thì khi mà mình viết chữ thư pháp thì mình chỉ cần nhớ trong đầu là cái chữ đó mình sẽ viết như thế nào, thì mình sẽ tạo được cái kiểu chữ theo mình thích thôi, không có phải theo một cái khuôn khổ nào hết nha các bạn. Đến đây thì video của mình cũng đã gần hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem, nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực ra tiếp những video tiếp nha các bạn. Bây giờ xin chào, bye bye.